Đó thì sẵn đây thì em cũng xin nói luôn á là hiện tại bây giờ cái vấn nạn mà lấy hình nè, xong rồi quảng cáo mà bán trá hình thì nó rất là nhiều luôn. Tại vì như mọi người cũng đã biết là hiện tại bây giờ trong cái thị trường, cái market đó nó lừa gạt rất là nhiều. Một số người lấy hình của em đăng bán là dragon nhưng mà thật sự là contour. Tại vì contour nó là nó có gai, nó cũng là một giống táo tàu, nó cũng uống lượng mọi người, nhưng mà nó không có uống lượng bằng dragon. Dragon thì nó đẹp hơn, nhìn nó thì kiểu bonsai hơn, và đặc biệt là nó không có gai mọi người ơi. Hình dragon không có gai nha. Thì có rất là nhiều cô chú anh chị mà khách của em á nhắn tin em. Em được nhận rất là nhiều feedback good từ những cái anh chị khách quen của em. Hồi năm ngoái mua những cái cây giống hiếm mà cái thân của nó mỏng tông teo như thế này nè mọi người. Đó, mấy chị cứ nhắn tin nói em, trời ơi không biết là cái cây nó có sống nổi hay không, nhìn nó thì kiểu là yếu ớt quá vậy á mọi người. Mùa spring năm nay tháng rồi thôi, nhiều anh chị nhắn tin em gửi hình là ủa cái cây nó rất là khỏe mạnh xum xuê ha, cành tụt đồ rất là nhiều luôn. Thì để những cái feedback ở phía bên trái cho mọi người xem nha. Hello, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Kyle Tropical Gardening ha. Hôm nay em xin thông báo đợt hàng mới về, số lượng cũng rất là ít nhưng mọi người không có nhiều ha. Thì đây là những giống táo tàu được ghép 2-in-1, có nghĩa là ghép 2 trong 1 ha mọi người. Để em quay sơ một vòng cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn mình xem ha. Thì ở đây em có là hồ lô và pepper nè ha mọi người. Hồ lô, hulu là hồ lô nha mọi người. Đó, tược lên non rất là mạnh, đẹp, đang có hoa luôn nè mọi người thấy không. Phía sau á là em có hồ lô với lại ban giao ha mọi người ha. Đó thì bên em á ban giao là ban giao fuyu nha mọi người, ban giao hồng giòn á, cái kiểu nó giống như đào donut, nó dẹp dẹp vậy đó mọi người. Đó, cây lên là tược non rất là khỏe mạnh luôn ha. Bên đây là frost với lại tibat ha. Frost là táo tàu ớt đó mọi người, với lại táo tàu ấm trà. Đó, mọi người có thể thấy ha, tụt non lên rất là khỏe mạnh luôn. Bên đây là baby red với lại pepper. Đây, em quay sơ cho mọi người xem nè. Góc kép nè, góc rất là to, khỏe ha. Hai cành lên nè, cành baby red lên rất là mạnh luôn. Đó, mọi người thấy không, hoa rất là nhiều. Cái điểm đặc biệt ở baby red là cái đọt non ra mọi người, cái tụt non á, cái lá nó cũng rất là đỏ nha mọi người nha. Cái lá nó đỏ, nó đặc biệt khác hẳn những cái loại khác luôn. Đó, tụt non của nó màu đỏ ha. Phía sau nữa thì em có là hồ lô với lại tiger tooth nè mọi người. Đó, hồ lô tiger tooth, tụt non lên cũng rất là nhiều và đẹp ha. Đây là hồ lô với lại banza fuyu. Đó, hồ lô chứ sorry mọi người. Đây, góc ghép rất là đẹp luôn. Góc đẹp ha, hai cành lên rất là đều, rất là khỏe mạnh luôn. Đó, mọi người có thể thấy ha. Bên đây là baby red với lại pepper. Mọi người có thể thấy là baby red á, khi mà cái không những là cái đợt non của nó ra màu đỏ, màu hồng, mà cái bông là mọi người thấy nó đậu không? Đó, nó cũng màu hồng, màu đỏ ha. Rất là đặc trưng và rất là dễ để nhận biết luôn. Đó, mọi người thấy không? Góc rất là đẹp, hai tược lên rất là đều, rất là xinh luôn. Phía sau thì em có là baby red với lại pepper nè. Pepper lên rất là mạnh nha mọi người. Hầu như cây này em thấy pepper lên cũng rất là mạnh luôn, tược màu đỏ nè ha. Bên đây là tiger tooth với lại ban giao. Mọi người thấy không? Cây lên rất là khỏe nha, có hoa nè. Thì nói chung là hiện tại bây giờ em chỉ ưu tiên cho tất cả các cô chú anh chị nào mà mình ở Bắc Cali nè, hoặc là ở Nam Cali, hoặc là ở bên Houston, Texas nha mọi người. Tại vì bây giờ thời tiết mùa hè rồi, trời rất là nóng, thành ra em rất là hạn chế ship cây xuyên bang đóng thùng ha. Nó rất là nguy hiểm mọi người, tại vì nóng quá, nó hầm á, thì cái cành của nó sẽ bị héo, mà một khi nó héo thì nó sẽ không có tốt cho cây ha. Thành ra là em chỉ nhận gửi xe đi xuống dưới Nam Cali nè, hoặc là qua bên Houston, Texas ha mọi người. Đây là Hunan X và vú dê nha mọi người nha. Gotiti đó, là vú dê đó. Thì có rất là nhiều loại hiếm mà em hy vọng là trong một ngày không xa em có thể tổng hợp lại và làm một cái tập video review táo tàu tập 2 ha mọi người ha. Thì hy vọng là em có thời gian và có điều kiện để mà em có thể review, làm một tập review táo tàu tập 2 ha mọi người. Có rất là nhiều loại quý hiếm độc lạ mà em chưa có thời gian để mà làm review cho mọi người xem luôn. Phía sau là có GA866 và Đông Giao nè. Đông Giao 2 thế hệ thứ 2 ha mọi người ha. Đó, còn cây này là cây baby red và yellow nha mọi người. Đây,
Mọi người thấy nè, mối ghép rất là đẹp nè. Ghép này là ghép nêm, thành ra rất là khỏe ha mọi người ha. Cành baby red lên rất là mạnh luôn. Mọi người có thể thấy hoa nè mọi người. Đó, hoa rất là nhiều mà cái hoa của nó đậu nó cũng màu đỏ đỏ đỏ, nó nhìn dễ thương lắm mọi người ơi. Cái đợt nè, thì em cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ em ha. Nếu mà cô chú anh chị nào mà cần mua cây có thể liên lạc em qua số phone là 408-640-9999 nha mọi người. Gặp Kyle, cảm ơn mọi người. Đó, thì ở đây thì em cũng xin nói luôn á, một cái vấn đề khá là nan giải xảy ra đối với em với lại một số chị bạn trong hội buôn bán cây, mọi người seller á, thì có nhiều cộng tác viên hay kiểu là chính thống cũng có, mà có một số bạn hay kiểu là mọi người cũng biết là bây giờ trong cái market nó lừa gạt rất là nhiều, có nghĩa là họ cập nhật xu hướng rất là nhanh, họ xem coi em trên YouTube của em hoặc là trên YouTube của những cái chị bạn mà có những cái giống hiếm nào á, là họ sẽ cập nhật rất là nhanh và họ sẽ rao A mà đem đi bán B. Có nghĩa là thường thường họ sẽ rao bán là ồ họ có dragon, nhưng mà khi mà họ ship cây cho mọi người thì họ lại ship là contour, có nghĩa là họ những cái giống nào mà nó ná là họ sẽ thay đổi tên để mà bán, hoặc là họ ra bán là banza nhưng mà khi mà ship cây họ lại ship cây chico. Đó, em có rất là nhiều khách hàng nhắn tin em phản ánh là ồ họ kiếm mua được những cái cây dragon giá rẻ, sao mà họ kiếm mua được những cái cây banza giá rẻ, nhưng mà thật sự cuối cùng ra là những cái hàng cây sai giống hoàn toàn nha mọi người nha. Tại vì như ông bà xưa người ta cũng có câu là tiền nào của đó mọi người, những cái giống hiếm không thể nào mà giá thành nó rẻ được, trừ khi nào mà sau nhiều năm sau á mọi người, khi mà cái giống nó phổ biến thì cái giá thành nó mới rớt đi. Còn nếu mà cô chú anh chị mình mà muốn kiếm mua những cái giống hiếm á, mà muốn giá thành rẻ thì thực sự rất là khó, trừ khi nào mà mọi người phải chờ 1-2 năm nữa, khi mà cái giống nó phổ biến rồi, nó được nhân giống nhiều rồi á, thì cái giá thành nó mới đi xuống ha. Đó thì em cũng xin nói luôn, cho nên là bây giờ trước khi mà em up loát những cái hình buôn bán cây á, em sẽ chèn nhiều cái số phone của em và cái logo của em vô, để mà mấy bạn mà cộng tác viên hoặc là mấy bạn mà scammer mà hay kiểu là lừa gạt á, thì khi mà lấy hình của em thì bắt buộc cũng phải bỏ tí công vô để mà vô app cà xóa xóa, đúng không mọi người? Đó thì nếu mà cô chú anh chị nào mà muốn mua cây có thể liên lạc qua số phone duy nhất của em là 408-640-9999 hoặc là Facebook cá nhân của em là Kyle Gardening, em sẽ để trên màn hình ha. Thì nói chung là cô chú anh chị mình trước khi mua cây thì mình nên bỏ một tí thời gian để mà mình tìm hiểu và mình xem xét coi cái cây nó có đúng giống hay không, những cái nhận biết như thế nào, để mà sau này mình turn out ra nó không phải là giống sai. Tại vì trồng một cái cây nó rất là cực mà hả, không có ai muốn mà hay kiểu là chăm sóc một thời gian dài xong rồi cuối cùng nó turn out ra sai giống, thì nó chỉ cực công và thiệt thòi cho cô chú thôi à. Đó, thì em chỉ chia sẻ như vậy thôi ha. Thì bây giờ em sẽ mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn mình cùng với em xem những cái cây táo tàu quý hiếm của em á mọi người. Những cái giống hiếm hiếm mà hồi đợt em xuống chậu em trồng á, bây giờ nó đã ra trái rất là xum xuê luôn. Thì mời mọi người cùng theo dõi với em nha. Sẵn tiện thì em quay mấy giống táo tàu hiếm cho mọi người xem nha. Bây giờ nó đã ra hoa và đậu trái rất là nhiều luôn. Cái trái nó cũng khá là to, thành ra bây giờ nó đã định hình được cái form trái này nè mọi người. Đây là giống chico ha. Hồi đợt lúc mà cái trái nó mới ra thì nó hơi nhọn nhọn, cho nên nhiều cô chú cứ tưởng là không phải chico, nhưng mà một thời gian sau bắt đầu nó dẹp xuống á mọi người, nó định hình ra cái form á. Nè, chico nè. Đó, trái rất là dễ thương ha. Qua đây là em có táo tàu ớt thì phải. Đây, frost ha, táo tàu ớt. Nè, trái rất là sai trái luôn. Cái nhánh nó nhỏ xíu mọi người, mà nó đều rất là nhiều trái nha. Đó, mọi người thấy không, nó đều nè, nó đậu nè. Đó, trái quá trời là trái. Và đặc biệt là cái da nó bơm bì nha mọi người nha. Cái vỏ của cái trái táo tàu á, nó hơi bơm bì. Đây, để em quay. Đó, mọi người thấy không, một cái nhánh của nó nè. Cái vỏ nó nè, bơm bì, bơm bì, bơm bì. Tất cả các cây trong của em trồng đều là cây nằm trong chậu nha mọi người. Cây nằm trong chậu vẫn có trái bình thường nha. Ồ, và sẵn tiện ở đây thì em cũng xin nói luôn á, là có rất là nhiều cô chú anh chị mà mình mua dragon á, mình đã bị mua lầm giống bởi vì có một số người hay kiểu là đăng bài lấy hình, cũng có thể nói là lấy hình dragon của em nhưng mà lại bán contour.
Thì em cũng xin nói luôn là nói chung là tiền nào của đó là mọi người. Cái câu ca dao hồi xưa giờ nó là như vậy, tiền nào của đó. Tại em nói là em không có hàng, nhưng mà một số cô chú ấy thì kiểu nóng lòng á, không muốn chờ, không muốn đợi, xong rồi cứ xong rồi tìm kiếm, xong rồi hả thấy nhiều người đăng bán dragon giá rẻ, thế là mua xong thì mới biết là bị nhầm giống. Cũng rất là nhiều người gửi hình cho em, nói là chỗ A bán, chỗ B bán dragon, nhưng mà thật sự là không phải nha mọi người nha. Những cái hàng mà mọi người mua là contract, cái hàng đó thì ở Dale Wilson có rất là nhiều luôn. Thành ra là trước khi mua thì mình nên cân nhắc kỹ coi nó có đúng giống, và cái người bán người ta có phải là có phải là seller hay kiểu là gốc không, hay là chỉ là cộng tác viên thôi đó. Thì cái đó là em chỉ khuyên mọi người thôi nha. Đó, dragon của em nè. Còn bên đây là donzao này, donzao version 1 nha mọi người. Hoa cũng ra khá là nhiều, đậu trái cái nè đó. Còn bên đây là bên đây là hàng pepper thì phải, yeah. Táo tàu ớt nha mọi người, pepper nè. Đó, tất cả các cây bên em đều trồng trong chậu hết và đều cho trái bình thường. Mọi người có thể thấy là cây rất là sai hoa nè mọi người. Đây, để em quay cái trái cho mọi người xem nha. Trái pepper nè, khi còn nhỏ nè. Nhìn thấy ghét không mọi người? Đây, mấy bên trong này nữa nè, nó núp bên trong đây nè mọi người ơi. Pepper nha. Đó, trái mọi người nhìn khá là dễ thương. Đó, trái pepper. Còn bên đây là tiger tooth ha. Tiger tooth. Kỳ này hàng 2 trong 1 em có tiger tooth nhiều. Thành ra là cô chú anh chị mình không có cần lo là mình không có hàng ha. Đó, tiger tooth nè. Em có cây tiger tooth bự luôn nha mọi người nha. Cây rất là bự, cũng là 2-in-1 luôn à. Một bên là tiger tooth và bên còn lại là yinglo. Là một loại của tàu nha mọi người, nó cũng khá là hiếm á, cũng không có phổ biến lắm đó. Mọi người thấy không, cái form của nó nè, tiger tooth đây, rất là sai hoa sai trái luôn nha. Tiger tooth là mọi người. Còn bên đây là em nào ta, nhiều quá không nhớ nổi luôn. SC815. Đó, SC815 với lại Big Bell. SC815. Đây, đậu trái nè mọi người ơi. Đậu trái cái form nó cũng dài dài mà nó có màu đỏ đặc trưng. Đó, SC815 ha. Rất là ngon ngọt. Đậu trái khá là nhiều. Còn bé bên đây là 2-in-1 Millstone đá cuội chung với lại SC815. Đó, mọi người thấy không? Hoa rất là nhiều nè. Đây nè mọi người, trái nè. Cái form của nó nè. Khi mà nó mới ấy thì nhìn nó giống như mushroom, nhưng mà lúc mà nó chuẩn form á thì nhìn nó xẹp xuống thì giống như đá cuội ha. Đó, giống như đá cuội vậy đó mọi người. Thì cái đó chỉ là sơ khảo một dòng thôi nha mọi người nha. Thì em cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã xem video của em. Chúc mọi người một ngày tốt lành và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.